Mình là Mid. Thì trong video này chúng ta sẽ chơi một cái tựa game mà rất là nhiều người đã yêu cầu tôi chơi nha. Tựa game mà hôm nay mình chơi nói về một ông bố kỳ lạ. Game này nó khá là giống với cái game Resident Masquerade. Và hiện tại đang là trong tháng 10, cho nên là tất cả những cái tựa game kinh dị nó sẽ có thêm một cái yếu tố Halloween. Cho nên là Halloween nó sẽ khá là nổi bật ở trong cái tháng 10 này. Bên Resident Masquerade nó cũng đang có Halloween mà. Tại vì mình đang trong game ông bố kỳ lạ, cho nên là cái đó mình sẽ để sau. Và hôm nay mình sẽ focus hết vô ông bố kỳ lạ. Ok, let's go. Ủa, đi lên lầu và check cái camera. Ủa, có trong phòng ngủ à? Gì vậy? Thằng nào vậy? Ơi, nào vô nhà vậy? Ngủ. Ngủ. Ôi, từ. Điên rồi đó. Ngủ hết đi. Hồi nãy ông nói nếu mà về nhà mà thấy mình chưa ngủ là ông điên á. Ngủ rồi. Ngủ dưới phòng khách. Giờ đi xuống dưới mình ăn đi. Xuống dưới cái bàn ăn. Làm sao để biết ổng vậy? Chùa một cái đi cập khẩn đi. Cần tròn đi xuống. Sợ. Đi ăn khuya cho lên cân. Ôi ổng dậy rồi. Rảnh ông đứng lên check cái, tao vô tao check cam cái đứng canh này, đóng cửa lại. Check cam của ổng ở đâu để tao chạy lên, chạy lên. Ôi check lẹ khe thôi, check lẹ khe thôi. Tao nghe tiếng nằm ở cửa quá trời. Nó vô, nó vô, nó vô. Chổng lên tới lầu rồi. Mày đâu ngủ chưa? Tao ngủ đối diện mày nè Khang. Khang ngủ chắc bị gò bó lắm nè. Trời ơi. Ê, ổng đi ra rồi. Ôi kiểu này tao chết đói, tao đói sắp chết rồi nè mày ơi. Ôi cái mì của ông bố không ăn được mày ơi. Kì vậy? Trời ơi. Để tao check cam nha. Ôi ổng dậy rồi. Trời ơi đang đúng mì. Khang ơi tao chết quá Khang ơi. Mày chết còn ở đâu? Rồi tao chết đói rồi. Tao không bị ông bố bắt mà tao chết gì đói. Từ từ để tao tìm, mình phải tìm cách mình lên lầu. Tao nói thiệt á. Đó, từ từ ông chuẩn bị vô rồi. Chạy luôn. Lẹ cây ơi. Đừng quay lại dân. Ngủ đi. Mệt. Trời ơi mệt. Trời ơi ghê. Ghê vãi à. Căng hẳn quá. Trời tao đứng tiêu luôn trời. Nè để tao coi vô. Ôi chết hết xăng rồi. Ủa sao nhanh quá ta. Tao đuôi. Ok đó. Tụi mày ăn chảnh đi. Tụi mày ở nhà chảnh đi. Tao ăn cái, đói rồi. Ừ đi ăn. Tao nghĩ là tao sẽ lên nằm á. Tại vì cái energy của tao sắp hết rồi. Ngồi xuống. Đang ngồi. Dậy rồi. Trời ơi chết rồi. Ổng đâm mình á, ẩn góc luôn rồi. Từ từ. Giờ ổng đang vô mày đấy Khang ơi. Đua lẹ. Trời ổng vậy cái ổng phóng qua tao liền mày. Ừ. Tao nghĩ chắc cái khúc lên lầu là mình chạy thẳng lên lầu luôn á. Một xuống hai lên thôi. Đến lên là chạy lên luôn. Sau lưng Khang ơi. Sau lưng. Trời ơi. Trời ổng đâm Khang, ổng chết. Còn ổng đập chết Khang luôn rồi. Trời ơi cặn cái gì ta. Ê mày có để ý không, ông bố chở mình là cái áo màu xanh mà ông bố kia là cái áo màu đỏ. Ờ hai nhìn cách ông phân thân kìa, ông phân thân nhìn cách của ông. Hay là ông đi lên cái áo ông màu đỏ, còn ông bình thường là áo màu xanh. Mày nhớ cái lúc mà mày coi cao ông đi kiểm tra là áo ông màu gì không Khang? Ông để ý mày ơi. Không để ý luôn. Hồi nào làm việc thì tao đứng tao đấm lưng cho bố vậy. Tại đấy tối ông có ông cứ đơm đâu, nhưng hôm qua như là hồi nãy đó ông đâu đơm đâu, ông đơm như mày làm đúng ba cái giờ lên nặng thôi. Tao okay. Là ăn cả nên tao sẽ ngồi ở đây ăn Khang ơi. Nó ăn phần tao rồi. Ủa trời ơi chưa ăn được bà gì luôn. Tụi đi đổ xăng cái. Giờ mà hàng làm cái gì nhiệm vụ đi để hàng nó hàng lại đi nấu ăn rồi. Rồi nghe bố nói chuyện. Đồng phạm gõ cửa. Ở đây nè. Tụi bay ra đây thấy hết nè. Nhìn từ cái mé cửa sổ. Ở đây có cái cửa sổ nè. Ở trong bếp á.
đồng phạm. Mở TV lên đọc tin tức đi. Đọc đi cho tao đứng ở trên. Thằng nào đứng trên đi. Tin nhắn từ FBI. Ngủ sớm mày. Ngủ lấy năng lượng trước, lấy đầy luôn. Rồi thôi để tao ngủ. Tao đầy rồi. Check cam. Cho check cam chưa? Rồi cho rồi. Thấy ông bố luôn. Ông bố này nói chuyện với ai ấy nhờ? Đồng phạm, phòng bếp, thằng Bình đang đứng rình. Đủ quá. Ông bố, ơi ông bố hành đảo đỏ kìa. Ừ. Ai đóng mở cửa vậy? Ok. Ê Duy, đi vô check cam đi. Đang check cam nè. Từ đấy, để check lại. Trời ơi, tự nhiên biến mất vậy. Ôi đi. Ngủ mình ơi. Ê, ổng đua vô luôn kìa. Ngủ. Slap. Tại vì nãy tao đứng cầu hàng, tao coi ổng á, ổng đua hẳn nó luôn. Ôi, mày mở đèn pin là mày ngủ. Ừ. Gì vậy? Tao hứt, tao đứng mà khỏi giường đóng chép mà. Nguyện quá. Đeo check cam. Thông báo. Hướng dẫn. Giờ mình ngồi đợi đi. Khi nào mà mình đói quá rồi mình đi. Nó kêu mình sử dụng cái CCTV để to sell Elite Chick City gì kìa. 93% nha. Bố đang ngủ rất ngon. Ê, ông tỉnh dậy rồi mày. Tỉnh dậy rồi. Từ từ để tao ngủ cái giường rồi. Kế bên cho. Tao ngủ cái giường kế bên cái camera. Ủa xong đóng cửa phòng. Ừ, không cần. Để tao ngồi khển rồi, ông có thấy không? Ừ. Vậy bây giờ ông đi kiểm tra phòng kìa. Ờ, đang đi kiểm tra nữa. Có nghĩa là mình vô phòng bếp rồi mình phải ngồi xuống. Để nào mà ổng đi kiểm tra hết rồi ổng ngủ lại á. Ngủ rồi. Đúng rồi, mình vô phòng bếp mình ngồi xuống luôn. Khi nào ổng đi kiểm tra thì mình hãy đi trên chứ đừng có đứng hay cái giường ổng ngủ mà ổng đi kiểm tra là ổng thấy mình ổng đơm liền. Từ tao xuống ăn cái. Nãy mày nói gì mình mày thuộc lại coi. Tao đang là có nghĩa là khi mà đứng trong phòng bếp rồi mình phải ngồi xuống, mình đứng lên là ổng kiểm tra là ổng thấy liền. Tao sắp chết đói rồi. Rồi ngồi luôn. Rồi. Làm đồ ăn luôn. Ôi nãy xuống tao quên. Tự nhiên vậy á. Chạy luôn từ từ. Rồi chạy luôn. Tao với anh. Đừng có chạy. Đừng có chạy, trời ơi. Tao đi ngủ vô đây. Đóng cửa phòng lại. Nghệ mất. Ghê thiệt chứ, tao đang kiểu đi mấy mé tường ổng dậy cái. Sợ luôn á. Từ từ, để cái thanh tao energy tao đầy cái rồi đi tiếp. Thôi nãy lúc chạy lụm ăn kịp với mì. Ừ. Sao cái thanh hunger nó tuột nhanh quá ta? Ê, ổng hết rồi. Hồi ngủ. Cứ check đi coi ổng có tới trước cửa phòng mình không. Trời ơi, ổng vô ổng đơm luôn. Nguyễn mất không? Kiểm tra đi Bình. Kiểm tra đi, cứ kiểm tra cam đi Bình. Ok, ổng xuống cái... Ủa, ngủ vô. Ngủ rồi. Ủa, nhanh. Ủa xíu. Nhìn nó sắp chết đói rồi. Nè xuống bộ oxy đi, tao xuống. Tao bơm. Từ từ thôi. Ngồi. Từ từ. Ui. tao cạn kiệt rồi, tao không ngồi đi không kịp rồi. Ủa? Ngồi đi. Rồi. Cứ ngồi đi. Giờ ngồi luôn. Chiên đang. Đang chiên.
đặt nó lên. Giờ thằng nào xong thì liếc vào con bố ổng đi vô. Thì chứ cái lúc mà lên lầu á không dám đi ngang luôn á, không dám kiểu ngồi xuống đi ngang á, ổng tỉnh dậy bất hình lình cái là chết ngay tại đó luôn á. Giờ mình đua đua hay không? Dám không? Dám nhờ mọi qua đua nào. Đua. Ôi tao tao đang ngồi dậy mà. Đua. Trời ơi, tao không có ngồi dậy, trời ơi. Kiểu không, kiểu không? Kẹp, chạy vô đóng kẹp cái cửa phòng. Ghê quá. Nó đúng màu đói luôn á, tao mới ăn xong cái giờ tao đói tiếp nữa rồi nè. Gán đi, 3 giờ rồi. Tụi bay hành tốc bộ của tụi bay em nửa chăng được. Bao nhiêu rồi, nửa cây chưa? Nửa cây à? Tao nửa cây rồi, tao gần hết luôn rồi nè. Bởi tức, tao nhìn tụi mày thấy thấy mày vui, ổng mà đứng này là ổng đơn mà chết luôn. Trời ơi, mày xuống mình ơi. Thằng mồm của thằng Bình này bắn. Ổng đâu rồi? Ông giết tao rồi. Ổng đang đứng khát sát cái xác người ta. Làm sao để tao lên lầu nha? Nhớ giờ có cái ghế ở sofa đó, mày bọc qua thôi, bọc qua đường TV mình lên thôi. Trời, ổng đang cái gì nè? Hết oxy nữa chứ. Ê, đi, tao xuống tao bơm vô. Xuống đi để tao câu giờ vô. Ổng đâu? Đang lầy hoay trước bếp nè. Đây solo kill. Cứ đuôi. Làm cái gì ngáo lắm mày ơi. Tao không dám đi luôn á. Tự tăng. Trời ơi. Đuôi. Từ từ, phải để ông công qua luôn á, ông công qua luôn thì tao mới dám đua được. 4 giờ cố lên bay. Đuôi. Từ từ. Hãy để tao bật đèn ra. Rồi đua. Thì ông đang vừa theo kìa. Chạy vô cho đóng cửa. Để lên ông xác đứt được kìa. Đau tim vãi luôn á, game. Hồi nãy là tao lên nữa chứ. Cái bò mày báo tố rồi. Mày báo gai rồi. Hồi nãy mắc cười, nãy tao thấy trong mày đúng kiểu là tao có cảm giác là ông sẽ hứt kiểu ông đơm luôn á. Mày ngờ ông đúng thiệt. Mày báo rồi. Hồi nãy còn solo kill. Tao để ông này ở trong bếp á, lầy hoay lắm, tao nói thiệt, ông này kiểu đi không có kiểu liền mạch đó mẹ, đi kiểu đứt đoạn á. Bây giờ kéo mày 2 phút nữa. Ở lại chơi lên mình. Ủa tao đặt tới cái hành đó bụng. Ờ đâu có đâu. Cái hành đó bụng của mày mà hết là chết liền luôn á nha. Không, tao còn cái nửa cây là giờ ổng đang ngủ á. Cái đoạn mà ở trong bếp là mình câu giờ được. Hồi nãy tao Từ. Thôi hay giờ tao đứng đây tao câu tới 6 giờ luôn nha. Ừ, cũng được. Chừng nào ông chạy vô bếp kêu tao nha. Ok. Nhìn ra nhìn nó mất cười á. Ủa, tự nhiên cái nấu mì mà không cầm mì vậy? Trời, tao nấu mì bất an quá. Hồi nãy tao nấu mì mà quên xách theo cái dĩa mì. Đây, mì đây. Thoải mái. Mì nó ghê quá. Tao chạy nhanh. Sáu giờ chứ nhờ. Chết rồi, sao mà kịp trời. Tao đai rồi. Từ. Bây giờ nào qua bơm oxy đi, giờ chở ổng ra con hang nè. Thì giờ kêu tao qua bơm oxy, tao cũng dám qua nữa. Vô, đứng cái... cứ... Ừ. Cho ổng lên lầu đi, Làm sao cho ổng lên lầu đi. Ổng đi không được, giờ mày cứ qua mày bơm đi, mày tin tao. Rồi win. Vỗ tay. Chơi kiểu cạn kiệt luôn á. Cạn cái gì cũng cạn hết đó, tao nói thiệt á. Gì vậy? Sao quên? Ủa, đoạn khang đâu? Chết rồi, mấy quỷ. Tại tao thấy có phần của mày nữa khang. Có cái tình chuyện đất này chát. Ờ, thì tao vay gánh rồi vay đưa mày lên lên chỗ tao chết á. Ủa, đâu ra vậy? Sao đặt? Nào, let's pray before we eat. Pray là gì? Cầu nguyện. Gì vậy? Ủa? To be continued, để chapter 2. Ui dồi ôi.